Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Thực phẩm có lợi cho người huyết áp thấp. Thưa quý vị và các bạn, theo trang Y học bốn phương, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong điều trị hiệu quả huyết áp thấp và duy trì huyết áp bình thường. Sau đây là những loại thực phẩm giúp bạn đối phó với chứng huyết áp thấp. Nho khô. Nho khô được coi là bài thuốc tự nhiên tuyệt vời để điều trị huyết áp thấp. Nó giúp duy trì chỉ số huyết áp trong giới hạn bình thường nhờ hỗ trợ hoạt động của tuyến thượng thận. Ngâm khoảng 30-40 quả nho khô trong một cốc nước qua đêm và ăn chúng vào buổi sáng khi đói. Thực hiện cách này ít nhất một tháng sẽ thấy hiệu quả. Sữa và hạnh nhân. Ngâm 4-5 quả hạnh nhân trong nước qua đêm, sáng hôm sau bóc vỏ và xay nhuyễn. Cho thêm một cốc sữa vào hỗn hợp này và uống vào mỗi buổi sáng trong vài tuần. Bài thuốc này sẽ kích hoạt tuyến thượng thận và giúp điều trị huyết áp thấp. Cà rốt. Nước ép cà rốt được thấy là cải thiện tuần hoàn máu cùng với điều chỉnh chỉ số huyết áp. Cho 2 thìa cà phê mật ong vào một cốc nước ép cà rốt, uống khi đang đói 2 lần trong ngày, buổi sáng và buổi chiều sẽ cho kết quả tốt hơn. Muối. Muối giúp điều trị huyết áp thấp vì natri trong muối giúp làm tăng huyết áp, nhưng cần lưu ý tránh bổ sung thừa muối vì như vậy có thể gây ra các tình trạng lâm sàng khác. Húng quế. Lá húng quế chứa nhiều kali, magie, vitamin C và vitamin B5, axit pantothenic, có hiệu quả trong kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân huyết áp thấp. Bạn có thể nhai từ 4-5 lá húng quế vào mỗi buổi sáng hoặc uống một thìa nước lá húng quế với mật ong hàng ngày khi đói. Chanh. Nước chanh rất hiệu quả trong điều trị huyết áp thấp do tác dụng giảm mất nước. Các chất chống oxy hóa có trong nước chanh có thể điều hòa tuần hoàn máu và duy trì huyết áp. Nếu bạn cảm thấy kiệt sức hoặc mệt mỏi do huyết áp thấp, hãy uống một cốc nước chanh pha thêm một thìa đường và muối để kiểm soát huyết áp. Tỏi. Tỏi chứa thành phần giúp ổn định huyết áp cùng với nhiều lợi ích sức khỏe khác. Bạn có thể ăn tỏi sống 2 tép 1 giờ trước khi đi ngủ hoặc bổ sung khi chế biến thức ăn. Cam thảo. Rễ cam thảo có tác dụng như một vị thuốc tự nhiên giúp bình thường hóa chỉ số huyết áp thấp gây ra bởi hàm lượng cortisol trong máu thấp. Hợp chất có trong cam thảo bằng cách ức chế hoạt động của enzyme chịu trách nhiệm phân hủy cortisol. Cho rễ cam thảo đã sấy khô hoặc tán bột vào cốc nước sôi, lọc và uống trà này vài ngày để kiểm soát huyết áp thấp. Các loại thực phẩm chứa caffeine. Thực phẩm chứa caffeine, cola, sô-cô-la nóng và các loại đồ uống chứa caffeine khác làm tăng huyết áp tạm thời. Nguyên nhân chính xác còn chưa rõ, nhưng nó có thể ức chế hoạt động của hormone chịu trách nhiệm làm giãn động mạch hoặc kích thích giải phóng hormone tuyến thượng thận. Nếu bạn thường xuyên bị huyết áp thấp, hãy uống một cốc cà phê đen mỗi buổi sáng hoặc trong bữa ăn. Thuốc mới hứa hẹn phục hồi suy tim. Trên tờ Tri thức trẻ, theo kết quả một thử nghiệm giai đoạn sớm trên người, một loại thuốc mới hứa hẹn khôi phục chức năng tim sau suy tim. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, Mỹ thấy rằng việc truyền thuốc simaglemin nói chung được dung nạp trừ một số biểu hiện như buồn nôn và đau đầu thoáng qua. Nghiên cứu được thực hiện trên 40 bệnh nhân suy tim đang dùng liệu pháp thuốc tối ưu trong giai đoạn ít nhất 3 tháng trước thử nghiệm. So với những bệnh nhân dùng giả dược, bệnh nhân được dùng liều cao simaglemin có sự gia tăng bền vững trong phân suất tống máu thất trái hay công suất bơm qua 90 ngày sau khi dùng thuốc với sự gia tăng tối đa đạt được ở ngày thứ 28. Các tác dụng phụ thường gặp nhất là đau đầu và buồn nôn, tạm thời có liên quan tới việc dùng thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, nhận biết và phòng ngừa bệnh thấp tim sẽ là chủ đề mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.